Chào các bạn nhé, mình đang ở hàng vải. Hôm nay mình đi lấy vải để may đồng phục cho các bạn đi làm Samsung. Thì Samsung, công ty Samsung bây giờ thì cho các công nhân mặc quần đen thay vì quần kẻ ngày trước, hay là ở công ty thì cũng được phát, nhưng mà các bạn muốn may thêm thì hôm nay mình đi lấy vải để may cho may quần cho các bạn. Quần vải đen rất là nhiều vải. Các bạn nào có nhu cầu may thêm thì đến tại shop của mình đặt may luôn nhé. À, mình quay cho các bạn xem rất là nhiều vải đẹp ở đây này. Đủ các loại vải rất đẹp các bạn ạ. Rất là nhiều vải đẹp các bạn ạ. Mình cắt may thì mình cũng hay ra đây lấy vải. Chiều mai ra 2:30. Chị chủ hàng dễ tính nha các bạn ạ. Em chào chị chủ nha. Các bạn có mua vải thì ra chỗ chị Hoa này mua, hoặc là đến tại cửa hàng mình cũng có vải đặt may các bạn ạ. Em đây chị ơi, chào chị nhé. Vâng, dạ đây bán được không chị? Dạ đây đang dịch corona nên này ít người đi lại chị ạ. Quần áo đẹp thế kia nên chả nhận được mày. Đi cô ra cô lấy nhá. Chị cứ khen động viên em. Ăn chơi bao nhiêu ngày Tết rồi chị? Ở đây rất nhiều vải và quần áo các bạn ạ. Sửa cái máy rất sổ. Bên này có vải nữa các bạn ạ. Đây là hàng phụ liệu may. Kim chỉ cúc áo đấy các bạn. Quay cho ai đây? Em quay cho chị bán đắt hàng nhé. Sao giờ này nhìn em khác đúng lắm, không đi xuống chợ. Em bây giờ ít đi tại em cũng hay đi Ninh Hiệp chị ạ. À? Vâng, em không em ít may, em hay bán quần áo. Cũng bán được chị ạ. Nhiều vải đẹp lắm các bạn ơi.
đẹp đấy, hàng 85 đấy. Các bạn có nhu cầu may vá quần áo thì đến cửa hàng mình nhé. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.